Xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với channel của Lê Hương TV. Quý vị có biết đây là đâu và bây giờ là mấy giờ không? Đây là đường Hoàng Sa đó quý vị. Và bây giờ là khoảng là 10 giờ tối. Trời vắng trông thấy ha. Trên cái đường Hoàng Sa thì cây cầu nè đẹp nhất nè quý vị. Cầu bông nè. Chúng ta đi qua cầu bông ha. Nối hai bờ Hoàng Sa và Trường Sa. Đó. Tuyến đường đây thì cũng có rất là nhiều những hàng ăn bình thường. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì đó, đang rất là vắng ha. 10 giờ tối. Mọi người gần như là đóng cửa ngủ hết. Đường thì rất là mát. Nằm trên kênh Như Lộc thì nghe. Và đây cũng là hai bên đường khá là mát mẻ, sạch sẽ, đẹp. Và hiện tại thì mọi người có thể là dùng để tập thể dục, hít thở không khí trong lành. Chớ ngày trước kia thì ngay khu vực này thì ôi thôi, đi qua thì kinh khủng khiếp về cái phần mùi. Đường vắng khủng không quý vị. Rồi chúng ta qua cầu Hoàng Hoa Thám, gầm cầu là khoảng 2m4. Bên kia cũng vậy, cũng vắng lắm quý vị. Đây là cầu Khánh Dư. Đi ngày hôm nay quý vị để ý nha, cũng rào chắn lâu rồi mà ngày trước kia mình đi thông qua luôn. Tuy nhiên do kẹt xe quá nên là mọi người là chấn lại, không có cho đi nữa. Khung này là đường Trường Sa. Khu vực này thì có nhiều khách sạn lắm. Khách sạn với cà phê ở phía bên đây. Tối 10 giờ. Trời, quý vị thấy không? Cà phê ngủ la liệt. Vắng quá trời vắng. Highland Coffee, cà phê thức, bún đậu. Có quán mini shop này còn mở cửa thôi. Phúc Long. Bây giờ là 10 giờ tối. Bây giờ chúng ta đi qua khu vực đường Phan Xích Long nha. Phố hàng ăn nè. Sài Gòn ngủ rồi. Đây, bây giờ quý vị thấy đó là 10 giờ là Sài Gòn gần như là ngủ hết rồi. Con phố vắng lặng. Đó, thì coi như Lê Hương đi vòng cũng vừa ngắm Sài Gòn xem tình hình như thế nào sau hậu Covid, gửi lại cho quý vị, đặc biệt là những quý vị thân thương
ở xa Sài Gòn 2 năm rồi, 2 năm, 3 năm rồi chưa có dịp về Sài Gòn do là Covid. Thì quý vị cũng có dịp nhìn lại Sài Gòn. Rồi chúng ta quay lại cầu Khánh Dư ha. Chúng ta sẽ đi mé ở bên đường Trường Sa. Rồi men qua tết giờ là Sài Gòn là hết sợ gạt xe, chưa sợ gạt xe rồi. Chúng ta lại quẹo lên cầu Khánh Dư. Đây cũng là một trong những cây cầu mà rất là lâu đời rồi ở Sài Gòn ha. Ngày trước thì nè quý vị có thể để ý ha, ai mà không để ý là chạy luôn là hơi mệt đó nha. Những cái thành trắng này thì nó có cái màu dạ quang nè, để cho tối á phát lên. Sài Gòn ngủ rồi. Đi cảm giác giống như ngày xưa mà đi đêm. Bây giờ mới chỉ có hơn 10 giờ thôi quý vị ạ. Ngày xưa mà đi đêm, những cái chuyến đi mà đi từ thiện này nọ phải thức đêm để đi đó, nó vắng vậy đó, cảm giác giống vậy đó. Xanh mặt nước ha. Những cái đô thị nào mà cái tỷ lệ mà cây xanh mặt nước nó càng nhiều á thì cái chất lượng mà không khí, môi trường sống ở khu vực đó thì nó đảm bảo hơn. Còn nếu chúng ta quá tham mà chúng ta lấn luôn cái diện tích cây xanh mặt nước mà đem những cái tòa nhà chọc trời vô thôi, tỷ lệ đô thị hóa quá cao mà thiếu cái diện tích cây xanh mặt nước thì chúng ta sẽ phải đánh đổi về sức khỏe, về lâu về dài cho các cư dân ở trong đô thị đó ha. Đặc biệt là Sài Gòn, chúng mình là thành phố sông nước, nên là việc mà để cho những cái con đường uốn lượn những hàng cây và sông nước như thế này thì đi rất là thư giãn. Mỗi dịp mà nắng nóng độ quý vị mà đi lên vô hai cái con đường Hoàng Sa Trường Sa này, quý vị sẽ có cái cảm giác dịu mát hẳn luôn. Đấy là tác dụng và cái giá trị mà không thể nào mà đo đếm bằng tiền bạc được, đối với là cây xanh hoặc nước thiên nhiên. Nên là việc mà phát triển đô thị chúng ta phải cân bằng, cân đối lại với việc mà phá hoại cây xanh, chặt cây. Cây này là cây cầu kiệu nha quý vị. Rồi, đi một qua vô một con hẻm ha. Hẻm Sài Gòn 10 giờ tối. Hẻm ở trên đường Cầu Kiệu, chúng ta sẽ lên Cầu Kiệu.